vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không quên mất chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của pháp không quên mất là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của tánh luôn luôn xả là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị trí nhất thiết chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị, tất cả pháp môn Đà La ni chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Đà La ni là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Tất cả pháp môn Tam Ma địa cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Tam Ma địa là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả dự lưu chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của quả dự lưu là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến quả nhất lai bất hoàn a à la hán cũng chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của quả nhất lai bất hoàn a à la hán là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị độc giác chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của quả vị độc giác là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của tất cả hạnh đại bồ tát là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao? Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Này thiện hiện, đó là đại bồ tát vì làm chỗ hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 315.